Ui ôi, thôi nhiều động tác quá, đứng dàn hàng chụp ảnh đi vãi chúng mày. Chơi đi các bạn nhỏ ơi, địt mẹ mày, chúng ta dồn hết cho buổi mở thẻ cuối cùng này nào. Địt mẹ mày, TB chỉ định trước nào. Ra khoảng 2 anh đô là được, địt mẹ mày, thế là có thêm tí tiền rồi. Ui, hiệu ứng mới này. Sao đi chậm vậy, địt mẹ mày, nay thế chạy nhanh lắm, bao số 27 cho thằng lợn là vậy. Nay thế chạy nhanh, ôi địt mẹ mày cánh phải. Ui, Mbappé, có mẹ cộng 2 rồi, mở ra thêm làm đéo gì vậy. Tí bố bán mày, vừa được update trông béo thế, khiếp. Chạy nhanh đi, lại đi bộ. Số 7 luôn. À không, thì bạn anh bạn. Ui, tiền đạo luôn. Địt mẹ Lewandowski. Nó cũng ngon vãi lồn. Địt mẹ mà nhiều bạn lại thấy ngon, nhưng mà thôi, mẹ con này mình bán đi mấy lần rồi. Lại đi bộ, địt mẹ nó không thể chạy được nhở. Lại số 7. Số 7 số 9 vậy. Lại quả Lewandowski nữa rồi. Địt mẹ hai phát rồi. Địt mấy thằng này tí bố hóa vàng hết. Địt mại nó lại dồn dập vãi lồn phải không? Lại số 7, địt mại ba thằng Lewandowski luôn, bố mày lại lạy mày. Xong của mình này. Thằng này như mình có cộng 5 đấy sao nhỉ? Mình không nhớ lắm. Nhưng mà như mình nhớ mình có cộng 5 đấy thôi. Số 3 hậu vệ à? Ui địt mại Chelsea, vậy mày bán đi mấy lần rồi Chelsea, mày vẫn muốn quay lại công hiến. Địt mại khổ rồi, tí nữa anh sẽ đem mày về đập. Số mấy đấy? Số 8 à? Ui, địt mẹ bây giờ mở thẻ hiệu ứng vậy gọi là vãi lộn. Ui, bóng ba! Địt mẹ mày update tóc mới này. Bánh trôi nước, bánh trôi nước. Đẹp vãi lìn này. Chạy đấy. Ôi, đéo xong nào chạy nhở? Ôi, toàn đi bộ lại hậu vệ rồi. Hậu vệ cánh phải này. Địt mẹ Kai Walker, Kai Walker mình cộng 5 mẹ rồi. Cứt nhờ. Lại Pogba. Lại Pogba, phải cứt lắm Pogba vậy. 86 á, 86 6 triệu là bán đi còn lãi hơn là đập. Cười tươi thế. Ui, tóc đẹp nhờ. Tóc như đi gì chết vậy địt mẹ. Lại Lewandowski rồi. Mẹ trông gầy đét nhè là nghi lắm. À đéo phải, Greenman. Greenman à. Đàn ông xanh à. Đéo biết thằng này. Chịu, số 14 chịu. Địt mẹ mè. Áo bè mè răng. Ôi, cười tươi vậy đái này. Địt mẹ mày muốn cống hiến vãi lìn đúng không? Mẹ áo bè mè răng mình bán đi mấy lần rồi. Mình đá mình thấy không thấy hợp. Số 7. Đéo hiểu mẹ mày lắm thế nhở? Nó đéo chạy nhở? Địt mẹ chúng có thích đi bộ vãi lìn đấy các bạn hiểu không? Chạy ô bố là cái. Nó vẫn đéo chạy này. Lại Lewandowski à? Địt mẹ mày. Goretzka. Chịu. TT chỉ định 50 cái đấy mở cuối cùng nhá. 180 cộng trước này. Bản quyền là ăn lồn luôn đó, bản quyền biết ngay, sao đâu. Chạy đi. Nó đéo chạy các bạn ạ. Ừ. Ui giời ơi. Bruno Mars hát bài đéo gì ấy nhỉ? Mẹ con khỉ nhảy ấy nhỉ? Số 9 á. Ôi dồi ôi, mẹ ăn ré, ăn đờ ré. Mẹ bắt được xa. Mẹ Pick Fox, bố mày trong mặt mày chán lắm rồi. Lady Song đúng rồi, chuẩn mẹ Lady Song luôn đấy. Mẹ service cao thế. Đúng bắc. Đâu được rồi các bạn ơi, địt mẹ hứa hẹn một ngày not bad rồi. Ủa là còn hậu vệ cánh trái đấy chứ. Chán đéo chịu được. Địt mẹ mở phát 10 cho nó chạy con mẹ mà cho nó nhanh nhở. Địt mẹ mở cái này có vẻ đéo ổn. Địt mẹ chúng nó đéo chịu chạy đâu các bạn, nó đi chậm lắm.
Ôi mẹ. Các mẹ mày, sao mình mở ra làm hậu vệ thế nhở? Lỗ vai cứt rồi. Ui mẹ, thằng Doán đấy, chạy nhanh nhé. Default chạy 92. 92 cộng 4 là 96. 96 đọc cộng 5 thì mẹ chạy được. Đập bé. Làm hậu vệ thế nhở? Cảm ơn Kim Thành nhá. Cảm ơn em. Ui dồi ôi, còn man tín đấy chứ. Đi mẹ, nó rác vãi lồn luôn ấy. Đéo được một thằng nào gọi là tử tế. Không phải. Ôi, địt mẹ. Ôi, quả tóc của thằng xe me để thì nó lại hợp lý vãi lồn này. Địt mẹ mày ví đát này. Thằng này trông giống cái gì nhỉ? Thế nhưng mình quên mất tên thằng đấy. Cũng đá ờ. Địt mẹ trông điệu vãi lồn thể. Địt mẹ cái hiệu ứng mở thẻ mới. Chán vãi luôn. Đúng rồi, giống Nagolan. Chuẩn mẹ luôn, có ông vừa comment này. Ông này bảo là giống Nagolan đầu tiên. Ông Tùng Bim Bim này. Chuẩn mẹ luôn, giống Nagolan vãi lìn. Giống Balotelli. Địt mẹ. Địt mẹ chán nhá. Đéo có cảm xúc gì cả, buồn. Ui vãi lồn, đống rơm ạ. Ở quê các bạn có cái đống rơm kiểu trước cửa nhà, xong rồi thỉnh thoảng rút ra cho bò ăn đâu. Ôi giày đẹp nhỉ. Mình thích giày đen. Mình lúc nào cũng thích giày đen luôn ý. Luôn luôn thích giày đen. Ôi David Luiz. Chán nhỉ. Chán nhở. Nó đéo chạy các bạn ạ. Địt mẹ nó đi bộ từ từ vãi lồn ấy. Sanetti nó chứ địt. Hậu vệ cánh phải địt mẹ nhiều lắm rồi. Chúng mày có thể địt mẹ ngừng đi bộ được không? Còn để áo dài tay nữa chứ. Ôi địt. Phản đích á. Ôi quả cứ tưởng là cái gì nhở? Cứ tưởng là Đinh Nhô ạ. Địt mẹ. Quả phản đích này đập lên cộng 5 là hợp lý này, thì phải dùng hợp lý vãi lồn. Ui, cảm ơn ạ, cảm ơn bạn. Quả phản đích này đập lên cộng 5 là bao nhiêu ấy nhỉ? 4 là 93, 93 đập lên là 98 à. Địt mẹ đáng dùng vãi lồn ấy, địt nhờ. Hợp lý vãi lìn ấy. Mở xét cho cô cái coi. Địt mẹ mình mở xét cho cô, mình mẹ dồn hết tiền đập lên cộng 5 để mình dùng cả đời luôn, thề với các bạn. Địt mẹ mày nhạc hợp chúng nó đi bộ vãi lồn ý. Sợ thế. Thời đụ san chết này. Nơi ta gặp nhau hôm nào. Mưa rơi thật lâu. Bỏ lại những yêu thương ở phía sau. Địt mẹ mày nhạc chia tay chúng nó đi bộ hợp vãi lồn. Thế giới rộng lớn vậy mà ta lại tìm thấy nhau. Nó đeo chạy cơ, địt mẹ vãi lồn thật. Holy fuck, lại địt mẹ mày buffet à? Ôi mẹ Seaman. Mày tưởng là Pickford nhỉ? Yeah! Địt con mẹ mày Van Nistelrooy, địt mẹ vãi lồn nhỉ? Cũng được, nhưng mà mình lại đeo dùng thằng này. Ôi chạy vừa thôi, địt mẹ chạy lồn chạy lắm thế. Ôi địt mẹ Neymar. Neymar. Neymar thật. Neymar. Cánh trái bây giờ đang đá thì phải. À nhưng mà thằng này thuận hai chân mà nhở. Địt mẹ đảo cánh phải cũng được. Cánh phải đang đá Nicky. Nicky lương 9, Neymar lương 19, thiếu 10 lương. Đảo thủ môn. Đéo đủ. Địt mẹ.
khó nhờ. Để mà đít con mẹ nó chạy hai phát nó mệt rồi các bạn ạ. Thế nó mới khổ chứ. Ôi Sol Campbell, đít mẹ thằng này tích nó đang dùng này. Thấy bảo cũng cứng phết đấy. Phải đập lên cộng 5 cơ đám mới vui. Hơi chậm gì vậy. Ui đít mẹ mày lại tốc độ cao rồi. Đít mẹ Savi đến rốn là huyền thoại cái giọng. Ôi Ronaldo à. Ôi đéo phải. Bây giờ theo lý thuyết ấy là đập được 3 con này lên cộng 2 là đủ. Địt mẹ, lý thuyết là như vậy. Địt con mẹ mày thôi. Dí cặc mồi nữa. Địt mẹ em này nó thật, địt mẹ em nó kiểu lồn gì ấy. Địt mẹ nó có điểm vỡ lồn. Nó hiểu loạn hết cả lên nè. Đít mẹ ông nào bảo nhạc nhạt đi. Ông nào bảo nhạc đéo hay đi. Đít mẹ bây giờ mới vào lại game xem lại một lần nữa này xem có phải là thật không hay là mơ. Đít mẹ nó không phải là mơ các bạn ạ. Ai đau thế đít mẹ. Ai không phải mơ các bạn ạ. Nhiều thằng ghê tị vãi lồn đi. Cảm ơn Vô Ca quá.